Đúng như truyền thống, thì khi những Pokemon của thế hệ trước được nhập cảnh vào thế hệ mới, kéo theo đó thì chúng sẽ được ưu ái búp thêm cho những đặc tính, chiêu thức mới vô cùng giá trị. Hoặc cũng có thể là để phủi bụi cho những đứa đã bị lãng quên móc meo mấy năm qua. Nên trong cái video này, chúng ta sẽ cùng cập nhật xem những Pokemon nào sau khi được búp sẽ được chú ý nhiều hơn nữa hen. Và sức mạnh của tụi này sau khi búp sẽ được tụi nêu tên từ cấp độ thấp nhất đến cuối cùng cao nhất là cấp độ tỏa sáng chói lóa trên đấu trường luôn. Bây giờ thì bắt đầu. Yo! Sceptile giờ đây đã học được Sceptile. Chiêu này đánh đổi 50% sinh lực của bản thân, cho phép Pokemon tạo ra thế thân, giúp đồng đội đảo ra sân một cách thuận lợi. Điều này là vô cùng giá trị trong những trận đấu, nhất là đấu đơn, khi giúp đồng đội có một lượt miễn phí set up chỉ số, rồi càng quét đối phương ở lượt sau. Pokemon nổi tiếng với chiêu này chính là Cyclozar. Với đặc tính Regenerator, có thể yên tâm với việc bị mất 50% máu, vì khi rút về bóng thì đặc tính này sẽ giúp cho Cyclozar hồi lại 1/3 lượng máu. Còn đối với Sceptile, tuy tốc độ có thấp hơn Cyclozar khoảng 1 điểm, nhưng đặc tính Unburden sẽ giúp cho chiêu này thi triển nhanh hơn Cyclozar rất nhiều, tạo cơ hội rút về bóng và đảo đồng minh ra sân trong những tình thế hiểm nghèo. Tuy nhiên thì do không có đặc tính hồi máu như là Cyclozar, nên tôi sẽ không đánh giá quá cao đợt tăng sức mạnh này cho Sceptile. Tiếp theo là Glimmera. Bây giờ thì nó đã học được Meteor Beam. Chiêu này cần một lượt sạc đầu tiên để tăng một bậc công đặc biệt, rồi lượt sau sẽ tấn công. Với sức mạnh là 120, nhận thêm Staff hệ đá của Glimmera và tăng một bậc chỉ số tấn công nữa thì chiêu này quá là có giá trị. Nhưng vấn đề của Glimmera là nó không quá mạnh ở mảng chống chịu, thành ra trang bị Power Hub sẽ rất phù hợp cho nó để thi triển chiêu này trong một lượt. Có một bậc tăng chỉ số rồi thì không sợ gì nữa. Cơ mà bị nhân 4 sát thương bởi hệ đất mà không có Focus Sash, cùng với 10% thi triển thất bại thì chiêu này cũng nhờ nhân phẩm nhiều lắm á nha. Tiếp theo đó là Electivire. Nếu như ai từng xem qua cái video về những Pokemon đáng thất vọng và xà lơ nhất cũng sẽ thấy tôi có đề cập đến Electivire. Đặc tính không hữu ích, chiêu vật lý thì nghèo nàn, lại còn không có chiêu bức sức mạnh nào ra hồn. Tốc độ thì đang nhanh cái tiến hóa xong thọt cái nhột luôn á. Nhưng giờ đây, nó không còn là em của ngày hôm qua nữa. Nó đã học được Buck Up để tăng công vật lý và phòng thủ vật lý, Trail Blaze để tăng một bậc tốc độ, và chiêu sát thương vật lý hệ điện cực mạnh là Super Shell Slam, có sát thương 100 và độ chính xác là 95%. Đổi lại thì nó đánh hụt hay bị chặn bởi Protect hoặc những Pokemon hệ đất, nó sẽ bị mất một nửa lượng máu. Nhưng không sao, vậy là quá khởi sắc. Còn đỡ hơn cái việc có tổng chỉ số 540 và thiết kế ngầu bá cháy, nhưng hữu danh vô thực như trước hen. Tiếp theo đó là Malamar. Chiêu thức cho phép Pokemon đổi đặc tính của mình với bất kỳ đối thủ nào được chỉ định. Vậy thì bản thân mình có gì người ta mới sử dụng được đúng không? Chứ đâu có kiểu nghèo mà hay làm phước được. Và hơn làm sao đặc tính của Malamar đó chính là Contrary. Một đặc tính lỗi nhất game, cho phép nó đảo ngược tất cả hiệu ứng tăng giảm chỉ số. Do vậy trong đấu đôi, Malamar sẽ là đồng minh cực kỳ có giá trị đối với những đồng đội theo hướng chơi hết ga hết số, đánh hết mình bằng những chiêu thức cực mạnh như là Close Combat, Super Power, Deep Storm hay là Draco Meteor và vân vân. Vì những chiêu càng mạnh thì đều có hiệu ứng giảm chỉ số, nên khi nhận được Contrary từ Malamar, những chiêu này càng đánh càng đau. Điển hình như là Hydra Ball, khi đi chung với lại Malamar, biết tạo ra Trick Room sẽ tạo nên một đội hình tàn sát sạch sẽ vũ trụ thú cưng này luôn. Nhưng vì phải chọn lựa đúng đồng đội mới phát huy được sức mạnh, nên là Malamar không quá đặc sắc so với những Pokemon được búp tiếp sau đây. Metacross giờ đây đã học được Hard Press, một chiêu thức mới toanh ở thế hệ thứ 9 này, với sát thương phụ thuộc vào lượng máu của đối thủ. Đối thủ càng nhiều máu thì sát thương càng cao. Hiện tại thì không biết là sát thương cao nhất khoảng bao nhiêu, nhưng theo kinh nghiệm những chiêu sát thương dựa vào lượng máu trước giờ thì có thể suy ra sát thương của chiêu này cao nhất khoảng là 150. Cái này là phỏng đoán thôi, nên phải đợi nhà sản xuất xác nhận cái đã. Nhưng giờ đây Metacross đã có một chiêu hệ thép tỷ lệ chính xác là 100%, và sát thương khủng bố như thế này quá là tuyệt vời. Ngoài ra thì á thần này còn học được chiêu Psychic Fang. Tuy nó có sát thương thấp hơn Zhebus 5 điểm, nhưng đổi lại thì Psychic Fang có 100% đánh trúng thay vì 90% như là Zhebus. Bên cạnh đó thì chiêu nhát cắn siêu linh này còn có tác dụng là phá bỏ những hiệu ứng của các tường chắn bảo vệ như là Aurora Veil, Light Screen và Reflect. Một hiệu ứng giá trị hơn rất nhiều hiệu ứng gây flinch của Zhebus. Vì tốc độ của Metacross chỉ có 70, nên hiệu ứng flinch này nếu không đánh trước thì coi như là bỏ. Rồi, tiếp theo chúng ta đến lần tăng sức mạnh cho bộ tứ Ngự Lâm Quân. Ngoài Terrakion vốn đã mạnh sẵn ra, thì Virizion giờ đây đã học được chiêu ưu tiên là Vacuum Wave, một chiêu thức đánh ưu tiên ở mảng đặc biệt, và Aurora Sphere. Còn Cobalion thì giờ đây đã học được Body Press, nhưng nổi bật nhất là Keldeo khi nó đã học được Vacuum Wave. Vì vốn Keldeo đã có chỉ số công đặc biệt cao nhất trong 4 Ngự Lâm Quân, nên chiêu ưu tiên này là vô cùng giá trị. Dù cho tốc độ của Keldeo vốn đã cao sẵn,
Nhưng khi đối phó với những Pokemon hệ bóng tối và có chiêu ưu tiên hay đánh nhanh hơn nó như là Chimpao hay là King Gambit thì chiêu ưu tiên mảng đặc biệt này như là một thiên địch đối với những Pokemon kể tên ở trên. Và tiếp theo chúng ta đến top đầu những Pokemon được buff. Đầu tiên đó chính là Incineroar. Thiệt là không muốn nghĩ Game Freak thiên vị đâu, nhưng mà thật sự là vậy đó. Vốn Incineroar đã là một Pokemon quậy đục nước đấu trường từ lâu, với đặc tính Intimidate và bể chiêu thức hỗ trợ tấn công đầy đủ phiền phức như là Fake Out, Snarl và Parting Shot. Thì gen chính lại cho nó thêm Helping Hand để tăng sát thương cho những đồng minh gây sát thương chính trong đội nữa. Chắc chắn mốt đánh xếp hạng hay đánh giải thì team nào cũng phải có một con Incineroar nếu không bị muốn quậy cho tức chết. Và Incineroar thì đơn giản vậy thôi, mà thấy là máu chó lắm rồi đó. Ứng cử viên tiếp theo là Latios và Latias. Latios, ngoài việc nó học được Flip Turn ra, thì chiêu độc quyền của nó là Luster Purge. Ngày xưa có sức công phá 70, thấp hơn Psychic. Dù có 50% khả năng giảm công đặc biệt của đối thủ xuống, thì nó cũng không được đánh giá quá cao. Nhưng giờ đây, sức công phá của chiêu này đã được tăng lên thành 95. Kèm theo hiệu ứng như cũ, thì chắc chắn nó leo vèo lên hàng top liền. Còn Latias với chiêu Mist Ball cũng có sức mạnh từ 70 lên 95, nhưng hiệu ứng sẽ có 50% làm giảm công đặc biệt của đối phương. Cũng dễ hiểu vì Latias thủ tốt hơn, còn Latios thì đánh đau hơn, nên cả hai đều sẽ làm khá tốt cho vai trò của mình. Nhưng mà cái này là so với ngày xưa thôi, còn trong đấu trường vẫn phải xem tình hình đã, vì tụi hệ bóng tối với hệ ma bây giờ bá quá chừng. Rồi, bây giờ đến những đứa cuối cùng được vô tình buff là những đứa có đặc tính Contrary. Cụ thể hơn là Superior và Enamorous. Vốn chỉ cần có Contrary thôi thì đứa nào cũng là quái vật hết. Trong gen chính thì tụi này không có chiêu nào mới nổi bật cả. Nhưng hệ Stella vừa mới giới thiệu và chiêu Terra Blast chính là mấu chốt khiến cho tụi này trở nên lỗi game cực kỳ. Khi trở thành hệ Stella, ngoài việc gấp đôi sát thương lên những Pokemon đang Terra trong trận đấu bằng chiêu Terra Blast, thì chiêu này sẽ tăng sức mạnh từ 80 lên 100, rồi sau đó giảm một bậc chỉ số tấn công vật lý và tấn công đặc biệt của người sử dụng. Đó là với mấy đứa hạ đẳng khác. Còn với mấy đứa thượng đẳng quý stock này thì đặc tính Contrary sẽ tăng một bậc chỉ số tấn công vật lý và tấn công đặc biệt luôn. Mà trong hai con, nổi bật nhất là Superior. Còn Enamorous thì tận dụng được đặc tính Contrary của nó chỉ có Super Power. Nhưng chiêu này lại tăng mảng tấn công và mảng phòng thủ vật lý, trong khi Enamorous lại tỏa sáng ở mảng đặc biệt, nên là giờ có Terra Blast nó mới bật lên được một chút. Còn Superior, vốn dĩ tốc độ nó đã khá cao, và chiêu Leaf Storm có sức công phá khủng khiếp sẽ tăng 2 bậc tấn công đặc biệt mỗi khi sử dụng. Giờ đây thì Superior lại có thêm khả năng loại trừ những đứa Terra trên sân bằng Terra Blast, rồi sau đó lại được tăng tấn công nữa. Dù cho nó có chỉ số tấn công khiêm tốn hơn là Enamorous, thì tin tôi đi, đã nhanh rồi mà càng đánh càng mạnh thế này, Superior là Pokemon lời nhất trong mùa giải lần này. Và đó là những Pokemon mà tôi cho rằng bước lên một nấc thang mới về sức mạnh so với vị trí trước đây của tụi nó. Còn các bạn có thấy Pokemon nào thăng hạng sức mạnh nữa thì hãy cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Thời gian qua rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi thông qua hình thức Momo. Các bạn có thể tiếp tục ủng hộ tôi bằng cách quét mã QR ở cuối màn hình. Và sau đây là danh sách những bạn đã ủng hộ tôi những tuần vừa qua. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ha. Bye.